lần đầu tiên ăn đu đủ sống. Đó giờ mình ăn đu đủ chín thôi mà các bạn ơi. Cái chén mua ớt của mình khá là cay luôn nha mọi người. Hello các bạn nha, xin chào các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay thì mình sẽ đi ra ngoài vườn á. Ở bên kia các bạn có mấy trái đu đủ á. Mình sẽ thử ăn đu đủ sống chấm với mua ớt, không biết là nó như thế nào. Thì rất là nắng luôn. Hôm qua mình lỡ xó một cái video các bạn ơi, thật sự rất là buồn luôn. Nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng làm clip tiếp cho các bạn nha. Ở ngoài kia kìa mọi người, đó có một cây đu đủ khá là to, rất là nhiều trái luôn. Bây giờ mình sẽ đi qua bên kia để mà hái nha. Nhảy qua đi, không sao đâu, nhảy qua ngay chân chỗ đó đó, không có gì đâu. Gió rất là lớn luôn nha mọi người. Rồi, trái mua ớt nè. Cầm, nhanh đi. Ừ, nè, cái dao để mà cắt đu đủ. Mình sẽ đi qua cái đường này nha mọi người. Có ngũ xanh ở dưới. Cây này là đu đủ tròn các bạn ơi. Đó. Nó tròn quay rồi, còn bên đây là nó dài hộn nè. Đó. Đi gan con cu như trời. Ở trên đó còn rất là nhiều luôn. Đó nguyên một cây luôn. Gió, rất là gió luôn. Bây giờ mình sẽ bẻ cái trái dài này ăn nó mới phê nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bẻ nha. Cái cây nè. Đó. Rất là dài luôn. Rồi có chén muối ớt nữa. Để xuống đây đi, bây giờ mình sẽ rửa cái trái này, gọt vỏ. Đu đủ này rất là nhiều mũ luôn mọi người ơi. Đu đủ chín thì nó sẽ rất là ngọt và ngon. Đu đủ sống thì ăn nó kiểu như giòn giòn như củ sắn vậy các bạn ơi. Nhưng mà phải nói là nó rất là nhiều mũ nha. Các bạn nhìn mũ nó nè. Ở đây rất là gió nên rất là mát luôn. Ôi, cái đu đủ này còn non á. Gọt không biết chừng nào mới xong, cái dao nó sức luôn rồi mọi người ơi. Không sao đâu, không sao đâu. Còn muốn hết trái đu đủ luôn rồi. Cây dao xúc sắc nó đứt rồi mọi người ơi, nó bị xúc cán rất là trơn luôn. Lâu quá rồi mọi người ơi, gọt cái trái này xong mà vỡ mồm luôn á, rất là lâu luôn. Đây là trái đu đủ hồi nãy mình mới gọt ra nha các bạn. Lúc đầu thì nó rất là to nhưng mà khi mà mình gọt thì nó còn chút xíu à, vỏ nè. Vãi chưởng, bây giờ mình sẽ giục mấy cái vỏ này nha. Đấy, giục cho nó sạch. Mình sẽ ăn trái này chấm với mua ớt. Bây giờ mình sẽ rửa trái đu đủ nha mọi người. Rửa cho nó sạch, tại vì nó rất là nhiều mũ luôn. Để ăn cho mọi người xem nha. Không biết là có cay hay là không nữa. Nó gần gòn mà ngọt á. Ngon. Bây giờ mình sẽ tách ra hai nha các bạn. Tại vì ở bên trong là toàn là hộp không à. Ăn hộp đâu có được đâu. Rất là chát luôn. Đó. Tách ra như thế này, nó đỏ đỏ hình như nó sắp chín hay sao á. Mời mọi người nha.
ngon quá. Mình đâm hớt rất là nhiều, ăn rất là ngon. Nó ngọt ngọt, nó giòn, chấm vô với ớt cay á. Cay quá mọi người ơi. Nhưng mà phải nói là rất là ngon luôn nha. Còn một trái đu đủ nữa nè. Cái lập gì to luôn. Ở đây còn rất là nhiều đu đủ luôn nè các bạn thấy không? Đó. Ngon quá. Lần đầu tiên ăn đu đủ sống. Đó giờ mình ăn đu đủ chín rồi mà các bạn ơi. Đu đủ sống rất là... đu đủ sống rất là ngon nha mọi người. Ngon hành thao quá. Miếng sơn còn rất là ngon. Không biết là chấm mắm tôm nó có ngon hay là không nữa, nhưng mà mình chấm với ớt nó rất là ngon. Bữa nào mình sẽ chấm với mắm tôm thử. Cay quá. Nước nhanh đi cay quá. Cay quá. Ôi ơi, cay quá nội ơi. Nhanh đi. Dạ vãi con đi. Cay. Nhanh đi, cắt nước. Trời ơi cay quá. Cay không? Cay. Bồng lai, bồng lai. Qua đây nè bồng lai. Như đây không ăn được. Hay thế nào cô gái? Nãy giờ ăn có miếng mà chưa hết nữa mọi người ơi. Nó vừa cay mà vừa ngon nữa. Có gì chịu nổi. Đụng cái nấu lại nhanh đi, góp cái nấu rồi kìa. Cái kiểu mà nó còn mủ hay sao á. Ngon không Múc? Ngon. Mà nó hơi cay các bạn ơi. Mát phê luôn. Ủa, gió gió. Bự này ăn nó mới ngon nè. Ôi cái nó của con Múc làm gì kỳ vậy. Gió nó rất là mát mà. Cao quá. Rớt xuống đất rồi mọi người ơi. Bây giờ nó chỉ dơ bên ngoài thôi. Bây giờ đem đi rửa là ăn được rồi. Rửa đi. Để đằng kia có hao nước thì rửa. Gió rất là to luôn mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ rửa trái đu đủ này nha mọi người. Rất là dơ. Cháu mình nó về các bạn ơi, nó không có quay cho mình nữa, mình chửi nó rồi. Bây giờ mình sẽ để nước vô. Rồi có con tay à các bạn ơi, không biết làm sao. Rồi vỡ mồm luôn rồi. Thôi mình sẽ ăn ở bên trong đi, bên ngoài nó bị dơ rồi. Ăn chắc không sao đâu các bạn ơi. Nó chỉ dơ ở bên đây thôi chứ bên đây còn ăn được, rất là ngon. Trời cay quá. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video này của mình nha. Nếu thích cái video này hãy để lại cho mình một like và đăng ký.